Thưa quý vị, hiện tại Hương Giang đang có mặt tại Bảo tàng Quang Trung, thành phố Quy Nhơn. Cách đây hơn 200 năm, trong chiếu lập học, vua Quang Trung đã dõng dạc tuyên bố kiến quốc dĩ học vi tiên, nghĩa là dựng nước lấy việc học làm đầu. Đây là cương lĩnh, là sứ mạng và là chiến lược phát triển của đất nước. Quá khứ kết nối với hiện tại, Đông kết nối với Tây. Năm 2012, em gái 16 tuổi người Pakistan Malala Yousafzai đã trở thành biểu tượng toàn cầu khi em dám ủng hộ giáo dục cho nữ giới. Chính vì quan điểm dám đấu tranh, dám mơ ước của mình, em đã bị những kẻ cực đoan bắn trọng thương. Nhưng sau đó tại Liên Hiệp Quốc, với khăn che đầu màu hồng và chiếc áo choàng mà cố thủ tướng Pakistan Benazir Bhutto đã mặc khi bị ám sát lúc đang vận động tranh cử, em gái đã nói: "One child, one teacher, one book, and one pen can change the world. Education is the only solution. Education first." Thưa quý vị, dự án CSR Education First, giáo dục trước tiên của chúng tôi cũng không nằm ngoài mục tiêu cổ vũ cho thông điệp bất tử đó. Hương Giang xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Doanh nghiệp và Xã hội trên kênh truyền hình FBNC. Đây là loạt chương trình dự án CSR Education First, giáo dục trước tiên. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị một dự án CSR dưới hình thức một giải thưởng. Có thể nói là mô hình hợp tác giữa một cơ quan truyền thông và các doanh nghiệp nhằm cổ vũ tinh thần doanh nghiệp Việt Nam được khởi xướng bởi nhà cách mạng, nhà doanh nghiệp, nhà giáo Lương Văn Can vào đầu thế kỷ 20. Đó là giải thưởng tài năng Lương Văn Can do báo Doanh nhân Sài Gòn, câu lạc bộ Doanh nhân Sài Gòn sáng lập. Sau đây là một đoạn phóng sự ngắn về giải thưởng này. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Kinh tế Việt Nam qua hai thế kỷ đổi mới, vai trò của doanh nhân đã đến gần hơn với xã hội và được mọi người ghi nhận. Họ là những người đang đóng góp to lớn cho sự phát triển văn minh, giàu mạnh của đất nước. Hơn ai hết, giới trẻ Việt Nam ngày nay đều ước mơ trở thành những doanh nhân thành đạt. Rất nhiều bạn trẻ chọn khởi nghiệp kinh doanh, làm giàu cho bản thân và cho đất nước. Doanh nhân Lương Văn Can đã từng nói, văn minh càng tiến bộ, buôn bán càng thịnh đạt. Việc buôn bán thịnh suy có quan hệ đến quốc dân thịnh suy như thế, ta há nên coi thường xem khinh sao được. Kinh doanh cần có thương phẩm, cần biết ngoại ngữ, và bí quyết thành công của nhà kinh doanh là trung thực. Nói đến tên tuổi Lương Văn Can, chúng ta nói đến cụ Cử Can là người hiệu trưởng của trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Thì ông cổ vũ rất mạnh mẽ cho cái tinh thần phải làm cho đất nước giàu có. Khi đất nước giàu có thì trí tuệ cường thịnh. Mà trí tuệ cường thịnh thì chúng ta có đủ cái sức để mà vươn lên, để mà thoát ra khỏi cái xiềng xích của cái chế độ thực dân và cả chế độ phong kiến nữa. Những lời răn trong cuốn sách Kim Cổ Cách Ngôn và Thương Học Phương Châm của ông được viết cách đây hơn một thế kỷ vẫn còn nguyên giá trị thực tiễn khi bàn đến thuật và đạo đức trong kinh doanh cho tới ngày nay. Đó cũng chính là tinh thần mà giải thưởng tài năng Lương Văn Can do báo Doanh nhân Sài Gòn phối hợp với câu lạc bộ Doanh nhân Sài Gòn tổ chức, mong muốn truyền tải sâu rộng đến thế hệ những người trẻ Việt Nam. Giải thưởng tài năng Lương Văn Can là một cái sáng kiến rất là độc đáo. Đây là một cái chương trình mà mình muốn đưa tới khắp tất cả các thanh niên chúng ta đang ngồi trên ghế nhà trường, bất luận là học cái ngành nào, để mà khi mà những em đó có những cái ý tưởng rất là hay thì mình sẽ phát huy nó lên, thì những người đó có thể thực hiện được cái đam mê của mình, cái ước mơ của mình, biến nó trở thành những cái dự án để mà có thể thực hiện được. Và những dự án đó là những dự án là cái động lực để tạo ra công ăn việc làm cho xã hội. Tính đến nay là 3 năm thì có tổng cộng là 6.868 em dự thi, thì trong đó có 108 đề án. Đây là cái năm đầu tiên mà ban tổ chức cái đề án cho dòng đặc biệt. Thì cái chất lượng của cái đề án trong năm nay càng ngày nó càng tốt hơn các năm trước. Đó là một cái thực tế. So với lại 20 giải trước thì chúng tôi có cái sự đánh giá là thí sinh năm nay nhiều hơn rất là nhiều so với những thí sinh trước, và cái độ tự tin, bản lĩnh và đầu tư cho dự án của mình là cao hơn rất nhiều. Thưa quý vị,
chúng ta sẽ không hiểu rõ về giải thưởng tài năng Lương Văn Can nếu không có những chia sẻ từ chính những người đã khai sinh và gắn bó với giải thưởng này trong suốt 3 năm qua. Vì vậy hôm nay, chúng tôi mời đến trường quay ông Nguyễn Thanh Minh, Tổng biên tập báo Doanh nhân Sài Gòn, Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nhân Sài Gòn, trưởng ban tổ chức giải thưởng tài năng Lương Văn Can. Xin chào ông ạ. Xin chào quý vị. Thưa ông, có thể nói là trên cả nước hiện nay đã có rất nhiều các cuộc thi, các giải thưởng để phát triển tài năng trẻ của Việt Nam. Vậy thì lý do tại sao mà báo của mình, ban tổ chức Câu lạc bộ Doanh nhân Sài Gòn lại quyết định tổ chức cái giải thưởng tài năng Lương Văn Can? Nói về cái báo Doanh nhân Sài Gòn, từ khi đề xuất cái ngày Doanh nhân Việt Nam và được Thủ tướng chấp nhận và lấy ngày 13 tháng 10 hàng năm để chọn cái ngày Doanh nhân Việt Nam. Cũng từ cái sự kiện này là chúng tôi tổ chức nhiều cái hoạt động, trong đó có hoạt động bình chọn Doanh nhân Sài Gòn tiêu biểu để chọn ra những cái doanh nhân thành đạt. Thì trong quá trình chọn đó thì chúng tôi mới phát hiện ra rằng là cũng có rất nhiều cái nhà doanh nghiệp không phải là làm ăn một cách nghiêm túc. Và cái điều đáng lo hơn nữa thì cái việc mà làm ăn không nghiêm túc đó nó lại lây lan qua cái giới trẻ. Làm thế nào để chặn đứng cái việc làm không đúng đắn này? Trong khi đó là ông Lương Văn Can có một cái tư tưởng hết sức là độc đáo, đó là kinh doanh là phải trung thực và hiểu nghĩa. Chính vì vậy thì chúng tôi mới chọn ông Lương Văn Can để đặt tên cho giải thưởng tài năng Lương Văn Can. Giải thưởng tài năng Lương Văn Can được khởi động từ tháng 3 năm 2011, là đến nay là được 3 năm. Cho đến giờ phút này chúng tôi thống kê được là có chính xác là 6.668 là sinh viên của 20 trường đại học của cả nước tham gia. Phải nói rằng là mỗi năm thì có số sinh viên nó tham gia đông hơn và chất lượng cũng được nâng lên có rõ rệt. Dạ vâng, vậy thì làm thế nào để ông có thể truyền tải cái tinh thần Lương Văn Can tới các bạn trẻ ạ? Thật ra lúc đầu thì chúng tôi hiểu cũng nghĩ là đơn giản. Nghĩ rằng là khi mà mình mà tổ chức giải thưởng thì chắc có lẽ là nhiều người tham gia, nhiều trường ủng hộ. Nhưng mà thực tế thì cũng không phải dễ dàng như vậy. Chúng tôi phải tìm mọi cách để đến các trường đại học để truyền bá cái tư tưởng làm giàu của cụ Lương Văn Can. Đó là những cái buổi mà tổ chức giao lưu giữa doanh nhân và sinh viên. Thì qua cái buổi giao lưu này thì chúng tôi muốn đưa ra một số cái hình ảnh của doanh nhân thành đạt mà có nghiêm túc ở trong cái kinh doanh. Ông có thể chia sẻ với chương trình những tiêu chí để lựa chọn giải thưởng tài năng Lương Văn Can được không ạ? Đầu tiên là các em phải tìm hiểu về cái kiến thức về Lương Văn Can, nhất là cái tư tưởng của cụ trong cái chuyện kinh doanh. Sinh viên phải làm sao mà thể hiện được cái yếu tố quan trọng nhất, đó là trung thực và hiểu nghĩa. Cái yếu tố thứ hai mà chúng tôi cũng nhắm tới đó là khả năng ngoại ngữ. Yêu cầu thứ ba cũng khá quan trọng, đó là mỗi sinh viên phải ít nhất đưa ra được một cái sáng kiến, một cái đề án khả thi, dự án khả thi trong kinh doanh. Tôi thấy có một chi tiết rất là đặc biệt và thú vị của giải thưởng Lương Văn Can, tức là mình không chỉ ban tổ chức không chỉ trao giải thưởng cho 3-4 thí sinh xuất sắc nhất của cuộc thi mà phải tới hàng chục, hình như là năm nay là 30 sinh viên thí sinh được nhận những cái học bổng giải thưởng Lương Văn Can, ngoài 3-4 em xuất sắc nhất có những cái giải thưởng lớn hơn. Thế thì có những cái lý do nào mà ban tổ chức lại chọn cái cách trao giải thưởng đông đảo hơn như vậy không ạ? Cốt lõi giải thưởng này là chúng tôi muốn làm sao để truyền bá được cái đạo làm giàu của cụ Lương Văn Can. Do đó là chúng tôi cố gắng làm sao là vận động được nhiều sinh viên tham gia. Thì bên cạnh đó chúng tôi phải cũng có nhiều cái giải thưởng để động viên các bạn trẻ để tham gia. Như vậy thì cái sức lan tỏa của cái giải thưởng sẽ tốt hơn. Cảm ơn ông.
Và thưa quý vị, giải thưởng Lương Văn Can đã thắp sáng và tiếp thêm ngọn lửa khởi nghiệp kinh doanh của các bạn trẻ. Một trong số đó là em Nguyễn Thị Thanh Vi, cô sinh viên năm thứ 2 vừa mới đoạt giải đặc biệt của giải thưởng Tài năng Lương Văn Can ở mùa giải 2013. Mời quý vị cùng theo dõi một phóng sự ngắn về Thanh Vi và dự án kinh doanh Emmibus của em trong phần 2 của chương trình này. Còn bây giờ sẽ là ít phút giải lao.